thứ mười lăm vô chư nạn trang nghiêm câu này là để ứng đối với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta chúng ta cảm nhận đặc biệt sâu sắc trong tình cảnh của chúng ta ngày nay thiên tai quá nhiều tai nạn của cá nhân là bệnh khổ, là lo lắng phiền não quá nhiều. Đây là tai nạn cá nhân. Còn tai nạn công nghiệp như là tai biến, thiên tai trên địa cầu như động đất, núi lửa bộc phát, sóng thần. Những phong tay khí hậu biến quá này Hiện nay bốn mùa đột biến Mùa xuân, mùa thu Hầu như không có Mùa hạ quá nóng Mùa đông quá lạnh Rất nhiều động vật không thể thích ứng khí hậu Nó sẽ tuyệt chủng Động vật tuyệt chủng sẽ ảnh hưởng lớn đối với sự sinh tồn của nhân loại trên địa cầu ảnh hưởng rõ ràng nhất chính là nguy cơ lương thực nguy cơ về nguồn nước tương lai nước khô hết không còn nữa như vậy mà không đáng sợ sao nguy cơ về nguồn năng lượng tất cả các loại nguy cơ đều xuất hiện người học đại thừa chúng ta đều biết tất cả nguy cơ này đều có sự liên quan mật thiết với khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của chính mình làm gì có chuyện tự nhiên không có những tai hại tự nhiên tự nhiên không bao giờ có tai hại đức phật dạy rất rõ ràng tất cả là do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm ra thế giới cực lạc là nghiệp lực nhưng là tình nghiệp cõi trời là thiện nghiệp ba đường ác là ác nghiệp chúng ta bây giờ đang ở nhân đạo không có thiện niệm thiện niệm thiện ngôn thiện hành đều không có cho nên chúng ta tuy ở nhân đạo nhưng phải chịu khổ của tam ác đạo đức phật dạy rất rõ ràng hiện tại chúng ta chịu những sự khổ này gọi là hoa báo sau khi chịu khổ ở đây xong đến tâm ác đạo tiếp tục chịu khổ Đó gọi là quả báo Quả báo khổ hơn nhiều so với hoa báo Làm sao để cứu vãn những thiên tai trước mắt này Đến Lý Thế Dân cũng nói niệm Phật Chỉ có niệm Phật nếu người trên toàn thế giới đều có thể niệm phật thì thiên tai sẽ được quá giải nhưng con người không chịu niệm mà còn nói rằng đây là mê tín không hợp với khoa học thật vậy trong kinh điển đại thừa có rất nhiều điều vượt trên khoa học khoa học không thể giải thích chẳng phải không thể giải thích mà trước mắt khoa học chưa thể giải thích có thể mười mấy năm mấy trăm năm nữa khoa học sẽ giải thích được nhưng mười mấy năm mấy trăm năm thì thế giới này sẽ không còn nữa điều này chỉ có người thâm nhập đại thừa mới biết biết nhưng cứu không được thế giới này ít nhất cũng cứu được chính mình không quá giải được đại thiên tai của thế giới thì ít nhất cũng quá giải được thiên tai ở khu vực của chúng ta điều này có thể làm được nếu chúng ta có công lực tu hành khi chúng ta ở âu châu âu châu sẽ không có thiên tai công phu không đủ âu châu vẫn có thiên tai còn như đủ công lực thì chúng ta ở khu vực này ở châu này thành thị này sẽ không gặp thiên tai đây là sự thật điều này nhất định có thể làm được Nên người học Phật càng nhiều càng tốt Phải thực sự học Người học Phật không thật không được Cần phải học thật Phải thật sự sửa đổi tâm mình Tâm Phật là gì? Đức Phật mỗi ngày dạy chúng ta phát bồ đề tâm chúng ta dùng cách nói đơn giản nhất rõ ràng nhất biểu thị ra cái gì gọi là tâm bồ đề thể của tâm bồ đề là tâm chân thành không có giả dối chân thành đến cực điểm gọi là chí thành cảm thông chúng ta có thể cảm ứng chư phật bồ tát lợi ích của tâm chân thành chính là tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác tâm chân thành thì lợi ích của ta là đại từ đại bi cần phải giữ tâm như vậy mới đúng giúp tất cả chúng sanh xa rời đau khổ được niềm an vui giúp họ xa rời đau khổ là bi tâm giúp họ được niềm vui là từ tâm xa rời đau khổ đạt được niềm vui quan trọng nhất là giúp họ khai ngộ phá mê khai ngộ nguồn gốc của đau khổ là từ mê mà có niềm vui thực sự là từ giác ngộ mà ra nên chư Phật Bồ Tát đến thế gian này để giúp đỡ chúng sanh. Tất cả đều dùng phương pháp giáo hóa, dùng phương pháp minh quả. Chính mình làm một tấm gương tốt để cho mọi người xem. Làm minh quả dạy học. Đây là phương pháp từ bi cứu độ chúng sanh một cách cứu cánh viên mãn. Nếu phá được mê lầm thì thiên tai sẽ không còn, nghiệp chướng cũng tiêu trừ. Mê chưa phá thì nghiệp chướng không tiêu được, tai nạn không cách nào tránh khỏi. Giác ngộ sẽ đạt được niềm vui chân chánh, người giác ngộ thì pháp hỷ sung mãn. Người giác ngộ nhất định không lo lắng, không vướng bận không vọng tưởng. Chân tướng của giác ngộ là quên mình vì người. Con người vẫn còn tự tư là chưa giác ngộ họ là tâm luân hồi nên tạo nghiệp luân hồi điều đầu tiên là phải quên mình vô ngã vô ngã là sao chỉ có người khác không có chính mình sống trên thế gian này toàn tâm toàn lực phục vụ tất cả chúng sanh đây chính là đại bồ đề tâm có thể tiêu nghiệp chướng có bản ngã là có nghiệp chướng vô ngã nghiệp chướng không có chỗ để dừng chân nên nghiệp chướng tự nhiên không còn chỉ cần có bản ngã là có nghiệp chướng chỉ cần có bản ngã thì oán thân trái chủ liền có thể tìm đến có thể đến làm phiền chúng ta bản ngã không còn oán thân trái chủ tìm không thấy tìm không thấy thì thôi đâu còn cách nào khác chúng ta không biết niềm vui của vô ngã vô ngã là không có các tai nạn thiên tai gì cũng đều không có